Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Chuyện từ lúc bắt đầu liền vô địch, tập 101, thấy men nói tuyệt tình như thế, thiên vong trần tức khí, quay đít bỏ đi nếu như chúng ta đã không thống nhất hợp tác được. Vậy thì ta đi được chứ, chỉ đơn giản là sẽ khổ hơn trước một chút, nếu như kiên trì chịu khổ ta sẽ trở nên bất khả chiến bại, thấy thế. Mên nói vuốt đuôi, nếu như ngươi từ bỏ truy cầu của mình, nói không chừng ta sẽ thay đổi quyết định, cái truy cầu này của nàng chính là dùng mọi thủ đoạn, chiếm hữu các đại lục chỉ để tăng cường tu vi. Nếu nói như vậy thì ngươi sẽ, thiên vong trần quay đầu, giọng có chút mong chờ. Nhưng mà với tên sỏ là trần trường hắn, hắn cười vô sỉ, hi hi ta đùa thôi, điều này làm cho nàng tức tận óc, nhai răng nghiến lợi, hận không thể thiến tên này thành thái giám luôn. Nhưng mà nàng càng tức, trần trường an lại càng trêu ngươi, vậy ngươi không muốn biết, ta có phải đang lừa ngươi không à, làm cho nàng bị xoay như trong chóng, có đúng không? Không phải, hắn lêu lêu nàng, đến lúc này, nàng hết chịu nổi rồi, chỉ thẳng mặt hắn, Trần Trường An, tên đáng khinh nhà ngươi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ mối thù này. Nhìn nàng rời đi, mên cười nhếch mép, có thế thôi mà đã dỗi đi rồi, ta còn muốn chơi thêm chút nữa à. Ở một bên chứng kiến sự vô sỉ của hắn, hệ thống cũng nghẹn lời, ký chủ ngài có thể sống được đến bây giờ, đúng là một kỳ tích nha. Nhưng nó cũng thắc mắc, không hiểu được suy nghĩ của men tại sao ký chủ không đồng ý hợp tác với thần thời không theo như ký ức của ta thì thấy rằng nàng ta sau này sẽ trở thành một thần linh rất châu bò bây giờ nhận nàng ta làm tiểu muội cũng không tệ nghe vậy trần trường an khẽ giải thích bây giờ còn chưa phải là lúc chấp nhận nàng ta tâm tính của nữ nhân này vừa nghịch ngợm vừa mưu mô trước quỷ đừng nhìn nàng ta lúc này đầu hàng nhưng những tính toán sau lưng của nàng ta chưa hiểu được chắc chắn nó sẽ gây cho ta nhiều rắc rối trong tương lai giải quyết một lần thì còn được chứ nhiều lần thì chẳng phải mệt chết ta hay sao. Đây mới chính là lý do hắn không muốn tiếp nhận cô nàng, rời đi, thiên vong trần ở trong đường hầm thời không, vừa đi vừa chửi, Trần Trường An đổ rác rưởi nhà ngươi. Chỉ là Trần Trường An cho rằng, thà rằng ghi nhớ lòng biết ơn còn hơn là ôm hận thù, ta và nàng sau này sẽ có lúc gặp lại nhau. Nghe vậy, hệ thống khinh bỉ hắn, ký chủ, nói thật ngài dùng não như thế này có thích hợp không, ngài không nên không có đạo đức khi dụ dỗ con gái nhà lành để đứng ở đỉnh cao của cuộc đời chứ điều này làm cho men bị nói chúng tim đen đem lòng giận dỗi ngươi lại còn có cái tính hóng hớt này sao còn không bằng mau chóng giúp ta tạo ra mấy cái nhiệm vụ chất lượng cao đi điểm lĩnh vực của ta cũng không còn bao nhiêu cả cái hệ thống ăn bám như ngươi ngay cả chuyện này cũng muốn ta làm giúp ngươi sao hả thế là hắn lại lên đường rời đi trước khi chúng ta trở về hệ thống ngươi hãy giúp ta làm một việc ở đại lục hàng cổ này lập tức hệ thống đáp ứng liền sau khi mọi chuyện xong xuôi hàn hy cũng đã lợi dụng đại trận tàn phá mở được cánh cổng truyền tống trận đi về đại lục hàng cô nàng ánh mắt như muốn giết người nghiến răng nghiến lợi nhưng mà ra ngoài rồi chỉ nhìn thấy mỗi thường hy hơn nữa nàng còn đeo áo bảo của hắn khiến nàng kinh ngạc ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm thân ảnh của hắn thường hy nhìn nàng cũng hiểu được tâm trạng của nàng hai người đều yêu một người đàn ông đều hiểu nhau đồng thời hai người cũng là tỉ muội cùng môn phái tình cảm không thể đo được thường hy chạy tới ôm lấy hàn hy hàn hy chỉ cần nhìn vào mắt thường hy cũng hiểu được mọi chuyện Nàng cô nén nước mắt, xoay người chạy đi. Ở trên bầu trời, con mắt thiên đạo cũng đang nhìn đại lục rách nát phía dưới, nhìn những người dân đã bị bay màu. Lúc này, ánh mắt của nó khẽ động, lóe lên sự kinh ngạc. Bởi vì lúc này, khí tức sinh mệnh đang bừng sáng trên những thi thể trên đại lục, mọi người mở mắt ra. Sau đó, đồng thời ngồi dậy nhìn quanh, ánh mắt hồ nghi lắm, chẳng phải mình dã bay màu rồi sao, chứng kiến kỳ tích này, Phong Thanh Dương cũng giật mình. Biến thành cảm động, hắn chạy tới ôm trầm đồng bạn nước mắt lưng tròng. Trong lúc Thường Hy đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Hàn Hy và sự sống lại của mọi người, đột nhiên phía sau nàng có một đôi giày cao gót đang đi tới. Lập tức, nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc, ánh mắt kinh ngạc quay lại. Sau đó, nước mắt bắt đầu lan dài trên má của nàng, mọi tình cảm sao động từ trước đến. Thì ra là sư phụ của nàng cũng đã sống lại, khẽ gọi nàng, đồ nhi. Sư phụ nàng giọng hồ nghi hỏi, trong đầu chúng ta truyền tới hình ảnh, Dường như có một người tên là Trần Trường An đã cứu sống chúng ta. Nhưng Thường Hy cũng không trả lời, vội vàng chạy tới ôm sư phụ. Sau đó, câu chuyện dài thật dài, kéo dài tới tận hoàng hôn vẫn chưa xong. Lúc này, mọi người mới rời đi, ai cũng biết Trần Trường An là người tới từ tương lai, vì thế Thường Hy đã ước hẹn với các tiên hữu, 10 triệu năm sau cùng nhau vượt vạn dặm đi tới Đại Lục Cửu Châu để báo đáp ân cứu mạng của Trường An. Tất cả mọi người đều vui mừng hưởng ứng chuyện này, riêng Hàn Hy thì lại có thêm phần tình cảm chờ mong thời gian nhanh chóng trôi đi như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã tới, 10 triệu năm sau. Ở vùng đất Cửu Châu đại lục xinh đẹp, tại một nơi gọi là Dược Linh Cốc, vùng đất bảo địa tiên gia ẩn mình trong thế giới, có rất nhiều cạm bẫy chết người, cần phải phá giải lần lượt mới có thể đến được vùng đất này. Lúc này, có rất nhiều người đang đi tìm kiếm linh dược, một người nhặt được một loại linh dược đặc biệt, liền phá lên cười sung sướng, ha 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 ta đã tìm được Long Tâm Cửu Diệp chi rồi. Trần Trường An Châu chủ nhất định sẽ thưởng lớn cho ta thấy thế, đám người còn lại cảm thấy ghen tị, đáng ghét, linh dược đó có tác dụng rất lớn trong việc tu bổ nguyên thần, vậy mà bị tiểu tử đó tìm thấy trước rồi, nghe vậy. Một vị có tuổi dược sư liền khuyên can người trẻ tuổi, không sao đâu chúng ta vẫn còn cơ hội, muốn cứu được cửu châu phu nhân, ta thấy một loại linh dược là không thể nào đủ được đâu. Ở một bên kia, một cô nàng nhận được ngọc giản truyền tin, liền lớn tiếng nói, các vị, bây giờ cho dù chúng ta có tìm được linh dược, cũng chưa chắc có thể mang tới kịp. Nghe vậy, Mọi người cảm thấy khó hiểu, tin tức mới chỉ truyền ra được có hai ngày. Vậy tại sao? Cô ẻm kia tiếp tục giải thích, pháp khí liên lạc truyền tin tới. Tất cả các dược sư trên đại lục đang chen chúc tới Vân Châu, nơi mà Châu chủ đang ở. Lúc này, là cảnh tượng ở Vân Châu, đường phố tấp nập, tất cả dược sư, ai cũng muốn được là người tới trước tiên. Đại chiến nhân tiên Trần Châu chủ vì cứu chúng ta, ngay cả nương tử của hắn bị trọng thương cũng không màng tới. Đại lục có thể có được Thái Bình như hôm nay, đều nhờ có Trần Châu chủ, hắn hiện nay gặp khó khăn chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn này các ngươi đừng có chen ta chứ hà khoan khoan đã ta nhớ ngươi là dược sư chữa bệnh liệt dương cho nam nhân mà ngươi xếp hàng nhầm chỗ rồi bệnh này của cửu châu phu nhân cũng không biết là gì ta chỉ thử vận may chút mà thôi nhớ đâu lại chó ngáp phải rồi thì sao không ai chịu nhường ai ở bên trong phủ linh bảo nhi khẽ mở cửa ra nhòm lại là các lộ bách tính tu sĩ dược sư đã chặn hết các con đường đi tới phủ châu chủ rồi bọn họ vậy mà còn gọi giang toàn sở là cửu châu phu nhân nữa chứ sau đó nàng không nhịn được mà cảm thấy tức khí rốt cuộc là tên khốn nào nói năng vớ vẩn lan truyền tin đồn bậy bạ đấy hả nghe vậy hồng y khẽ nói mấy ngày nay ta đã tra rõ ràng rồi là thiên hương tông trước đây của toàn sở cô nương bọn họ muốn mượn danh tiếng chuyện này để nổi danh mở rộng sức ảnh hưởng trở thành đại tông môn cái đám tông môn này không những treo poster khổ lớn còn tuyên truyền khắp nơi không chỉ có vậy bọn họ còn lấy ra những thứ đồ có liên quan tới chủ nhân để tuyên truyền bừa bãi hai ngày nay bọn họ đang rất có danh tiếng đó làm cho đám người hương phấn qua chiếc gối này trước đây trần châu chủ đã ngủ sao chúng chỉ có thiên hương tông bọn ta mới có điều này làm cho trong danh sách xếp hạng ưu tiên tuyển sinh năm nay của các tông môn chúng ta sẽ không còn phải xếp hạng dưới một nghìn nữa mà có thể trực tiếp nhảy lên vị trí thứ hai rồi lúc này bạch nguyệt cảm thấy khó chịu thế nhưng chủ nhân và toàn sở cô nương còn chưa có bái đường bọn họ lại tùy tiện tuyên truyền, còn Linh Bảo Nhi phùng mang trận má vì tức giận, hừ nữ nhân đó. Điều khiến ta lo lắng chính là, một khi thân phận chính thức của nàng ta được xác lập, vậy thì cơ hội cho chúng ta được dùng sư phụ sẽ rất ít à. Nghe vậy, Hồng Y và Bạch Nguyệt xấu hổ lắm, dùng, dùng cái gì chứ, chúng ta làm sao dám. Hai vị tỷ tỷ, các tỷ cũng không muốn bị sư phụ tống vào lãnh cung đâu phải không, Linh Bảo Nhi lên tiếng dụ dỗ hai người, nhưng cũng rất chỉ lý. Đang được xài chùa Trần Trường An, Bây giờ trên đầu có người ngồi lên, thì sao chịu được, vì vậy liền liều mạng lắc đầu. Nhìn thấy hai nàng như vậy, Linh Bảo Nhi khẽ nhếch mép cười, âm mưu của nàng đã có người đồng lõa. Vậy thì chúng ta phải chiếm tiên cơ trước, bây giờ chúng ta cùng nhau đi gặp sư phụ đi, hai cô nàng lập tức bị dụ dỗ đi. Còn lúc này, Giang Toàn Sở tiên tử đang ngồi trong một không gian hoa đào, mắt phượng mày ngài, khi chất thoát tục tuyệt trần, ánh mắt nhắm nghiền, như tiên nữ đang ngủ. Hết tập 101, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé